Chào mừng mọi người tới với chiến dịch Neptune nha. Thì chiến dịch này là chiến dịch Neptune, nó là giai đoạn 1 của chiến dịch Overlord. Thì mục tiêu của chiến dịch lần này là nhằm thiết lập một bàn đạp vững chắc để có thể tiến sâu hơn vào bên trong đất liền, tạo tiền đề cho việc chúng ta sẽ chiếm lại khu vực Normandy của Pháp. Thì sáng sớm ngày hôm qua, sư đoàn không vận 82 và 101 của chúng ta đã thả quân xuống phía tây bãi Uta. Ngày sẽ được chia thành 5 bãi đổ bộ chính là Uta, Omaha, Go, Juno và Squad. Sư đoàn bộ binh số 1 và bộ binh số 29 được giao nhiệm vụ đổ bộ vào bãi Omaha. Và đây là bãi biển được quân Đức phòng thủ chắc chắn nhất. Thì bãi Omaha này nó sẽ được chia làm các khu vực như các ưu thế trên bản đồ á, Charlie, Dark Green, Dark White, Dark Red, Easy Green, Easy Red và Fox Green, Fox Red. Thì cái khu vực Dark Green này được giao cho sư đoàn bộ binh số 29 đổ bộ vào. Và trước khi mà đổ bộ ấy, thì hải quân và không quân của bên ta đã oanh tạc trên bờ biển để làm suy giảm cái hệ thống phòng thủ, hệ thống băng cơ của quân ta, làm hai hướng đánh. Đấy không? Hướng đánh ở phía bên trái từ biển nhìn vào thì được giao cho sư đoàn bộ binh số 29. Còn chúng ta sẽ hỗ trợ họ đẩy vào khu vực hệ thống băng cơ ở hướng tay phải từ ngoài nhìn, biển nhìn vào. Thì cái khu vực mà chúng ta đánh vào ấy, nó sẽ được chia ra làm 3 lớp băng cơ. Nó sẽ được chia làm 3 lớp băng cơ. Thì ngay sau khi mà đổ bộ vào điểm insertion thì mọi người sẽ di chuyển dần dần lên, cố gắng di chuyển từ cover này sang cover khác, bởi vì hệ thống phòng thủ của địch nó còn nguyên nên là địch sẽ bắn rất là rát, chưa kể là bọn nó còn có pháo binh yểm trợ bờ biển nữa đó. Thì mọi người sẽ đẩy lên điểm này. Đây, khu vực này là khu vực hàng rào dây kẽm gai, nên là đội công binh sau khi mà đến đây ấy, thì sẽ phải đặt mìn để phá hủy cái hệ thống dây kẽm gai và tiến lên. Thì cái khu vực này nó là khu vực lớp băng cơ thứ nhất, thì mọi người sẽ kiếm cái lớp băng cơ thứ nhất này. Sau khi mà clear cái lớp băng cơ thứ nhất này rồi thì mọi người sẽ đẩy lên lớp băng cơ thứ hai. Lớp băng cơ thứ hai nó nằm ở khu vực này đó. Sau khi clear xong thì sẽ đẩy lên lớp băng cơ cuối cùng và mission sẽ complete khi mà mọi người chiếm được cái hệ thống băng cơ này của địch đó. Như đã nói trên là địch bắn MG rất rát và có pháo kích yểm trợ bờ biển rất nhiều, nên là mọi người cố gắng di chuyển, tận dụng cover trên bờ biển để di chuyển và mong là mọi người có thể sống sót quay trở về. Ok, oh my God. Any question? Oh my God. Rồi, có ai nói gì không? Cái bờ biển thì mặc có cover như thế nào, hệ thống cover của nó như thế nào? Nó sẽ có những cái nhím chống tăng rất là to, mọi người có thể tận dụng những cái nhím chống tăng, rồi có thể tận dụng những cái hố đất mà pháo binh nó để lại. Và trên bờ biển thì cũng có khá là nhiều xe tải của chúng ta đã lên được bờ biển nhưng mà đã bị bắn nổ, thì mọi người có thể tận dụng những cái đó. Xe chúng ta có thiết giáp yểm trợ nhưng mà 99% xe thiết giáp đã bị chìm ngoài bờ biển, bởi vì do thời tiết quá xấu nên là bị chìm hết rồi. Chỉ có hai con Sherman đã lên được bờ biển nhưng mà không thấy báo gì, chắc là cũng bị bắn nổ rồi. Cho biết còn câu hỏi thứ hai là thương vong nặng thì bây giờ mình có vấn đề gì, cái gì có tiếp viện không hay là chỉ là cứ như đây là hết rồi? Sẽ có tiếp viện nhưng mà quân ta tiếp viện nó cũng rất là hạn chế, nên là mọi người cố gắng giữ mạng càng nhiều càng tốt. Ok, cố gắng đừng để chết. Question. Nó sẽ có tiếp viện nhưng mà số lượng tiếp viện nó sẽ rất là hạn chế. Ok. Rồi, chào cho đây à, Sam. Anh đi xem. Mình là wave thứ mấy? Mình là wave thứ 3. Mình là thứ 3, hỗ trợ. Oh my God. Thế là mình đánh tụi nó mỏng chưa? Hầu như thì địch chưa bị mỏng đi nhiều đâu, bởi vì bộ binh số 29 đẩy lên bờ biển. Bởi vì quân bộ binh số 29 expect là hệ thống băng cơ của địch đã bị bắn giảm đi nhiều so sau khi mà bộ hải quân và không quân ta bắn không kích rồi. Thế nhưng mà khi mà họ đổ bộ lên ấy thì mới thấy là hệ thống băng cơ của địch vẫn còn nguyên, nên là họ bị thương vong rất là nhiều. Ồn đâu, ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên chưa ông già? Đó sẽ là chúng ta. Hết hết nha, đủ mát lực đổ bộ nó nằm nó mới chiếm được cái gì họ là tương lai.
Rồi, any question? Rồi, any more question không thì tới mi bếp. 3, 2, 1. Rồi, tới mi bếp. Rồi, ok ha. Thì nhiệm vụ cơ bản của mình là sau khi đổ bộ thì khi mà tàu tới điểm intersection thì nên nhớ khi mà tàu tới đó tuyệt đối không được nhảy ra khỏi tàu cho tới khi nào tàu mở ram ra. Chúng ta mới dùng đi. Đừng có nhảy khỏi tàu, thì nhảy khỏi tàu máy du giữa bãi biển thì hoặc là tàu nó đang di chuyển đâm đầu vô ngồi trong đâm vô máy du thì lúc đó lại bổ nữa. Ha. Rồi. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, đó là có những người đem đào hào thì tuyệt đối không đào hào trên những bãi cát, những cái nói chung á là từ extension tới platoon OV hạn chế đào hào. Tại sao? Là thứ nhất, dù Mac gọi là một cái bonus interest cho địch, nó khá là fucking obvious. Nên là nó sẽ spread vô cái lục cát đó. Thôi nó sẽ spread vô hoặc là nó bắn vô cái chỗ mới vô đào hào á. Thì well, khá là không expect cái đó. Rồi, cái này về technical ha. Thì tạm thời bọn Mi đã bỏ e-plug dân cho mấy du. Thì mấy du có thể bỏ e-plug ra hoặc là nếu người mấy du thấy ồn quá mấy du hay đem e-plug vô tùy mấy du. Ngoài ra thì ngoài short clip ra thì tất cả member mình nói chuyện bằng miệng và bằng hand signal. Thì thứ nhất mấy du bấm không nghe thầy du rồi đi đấy, bấm gì vậy nên du bấm sao mất luôn tiếng rồi bấm luôn mất tiếng bấm. Rồi bấm ấn gì rồi rồi mấy du I'm sorry mày bắt nãy đụng chút gì mạng. Ok, bấm control tab để nói lớn ha. Hồi nãy mình nói đâu rồi? Hand signal signature, nó bằng signature. Ok, nó bằng hand signal á, giống như là vậy nè, đó. Đó, vậy đó, đó, hand signal đó. Cái ly để thấy signal. Rồi, đó, nói chung không, nói chung để ý thì thấy. Rồi, cái đó là thứ nhất. Thứ hai, thằng nào tiếng chó nào vậy? Đó là mấy du, mấy du giữ control tab thì mấy du sẽ nói to hơn. Đó, nhìn bên phải ở dưới cùng có một cái hàng hình người á, hét lên, đó. Thì khi mà hát lên nó vui nói vậy nó sẽ to. Ok chưa? Ok. Ok. Ở trên nói hay signal cách nào vậy? Control, giữ control, nút control control xong rồi cái số nó bát hoặc là để giữ A là ở dưới sân giữ window á xong rồi sang phần gesture á. Đó, vậy đó. Okay. Mình đéo biết là cái nào luôn á. Thì vui để phần gesture nè, có để nè warning hold engage nè, point nè đó, này là point nè. Có cái explore này. Đó, warning nè. Đó, nói cái này đúng không? Số lọ đúng không? Đó. Thì thường okay, á, là mày sẽ dùng một cái đó là hu. Hu, hu là vậy đúng không? Rồi, friendly thì đơn giản không? Friendly cái đó là hu mà. Thôi, nói thật. Nói chung là hand signal là vậy. Rồi. Ngoài ra thì team lead thì mỗi thằng có radio thì gọi mẹ đi xét còn gì. Rồi, cái signal vậy chỉ để tình trạng là tránh friendly fire thôi. Ở xa thôi. Rồi. Rồi. Có còn câu hỏi. Còn câu hỏi gì không? Đó, đi nhanh này, chết nhanh đi về. Cái gì vậy? Đó, bắn đầu hàng. Đầu hàng, bắn đầu hàng. Bắn đầu hàng. Chết luôn rồi. Question. Rồi, rồi, cho vị trí. Ủa? Chưa đánh đầu hàng à? Cho vị trí, cho vị trí rồi. Sen. Ai hỏi? Thì rồi gì à? Không? Là tôi mình chia hướng đánh sao hay là up hết lần bài cát? Là tôi mình bây giờ á là ở trên cái bãi biển này có những platoon khác nữa nên là hướng mà tôi mình đánh á là từ extraction tới platoon OB. Ở đó thôi, dù cứ hiểu là từ extraction đi thẳng tới OB. Rồi cái đó là một con đường thẳng nghe không? Đó. Hiểu. Em một con đường thẳng không? Là đi cứ theo con đường thẳng đó. Rồi ok chưa? Nên nhớ nha là trận này đánh cái này là thiên về technical xíu nha, là có quân friendly của mình đánh nữa nên là coi là ai là friendly ai là player ha, coi tên ha. Rồi any more question không? Còn question gì nữa không? Question yes and nếu mà không nhầm thì trận này là mình vào được cái khu vực bunker của địch xong là còn phải phá pháo nữa đúng không? Không biết chuyện phá pháo là chuyện của team khác, trên mình là chỉ là phá, nói chung là clear được cái bunker hệ thống bunker. Clear hệ thống bunker thôi. Ok, rồi, copy. Any more question? Ý là mình vẫn lơ là mình kiếm thôi đúng không? Đúng, chính xác. Yes. Rồi ok, còn có chuyện không? Không thì okay. Tất cả các team mình có 3 phút để chuẩn bị. Sau khi 3 phút thì tập trung ở vị trí này như cũ. Sau đó sẽ thay đổi. Còn cái mặt này đổi áo luôn. Ai còn đổi áo luôn. Mình có theo rồi, chạy lại Arsenal
bắn rồi mọi người có 3 phút để chuẩn bị ha, sau khi xong hết 3 phút thì tập trung hết lại chỗ này xếp hạng cũ. Tìm Charlie nhiều người cũng nữa chơi mất mẹ Delta đổi người cũ qua chạy Charlie đi. Charlie nhiều người cũ có bị đánh Delta đổi người cũ có bị đánh. Tại đây là cái gì vậy? Đây mi đứng đây. Đánh tài, đánh tài, đánh tài để cứu đồng. Xong cái tài cho lịch. Dung lấy tài à? Lái thuyền. Không nói chung là cái gì nữa em còn chưa trong đảng cho Delta nhé. Còn mang chân bên Delta ra nhiều người mà Dubai đi. Ồ vậy hả? Ok, vậy được rồi. Ok. Qua đây kia mà nói chung là vậy đó. Rồi đi. Qua đây Tú Nguyễn. Rồi, P. Điếc hỗ trợ đạn cho thằng Machine Gun nha. Rồi. Nhớ nha, anh tính nha, tôi có 11 băng của anh á. Ước chỉ lại điếc là bản thân nha, cần gì thì kiếm nhau nha. Nhưng mà không có okay, anh nhỏ tiền. Thì dù có tiếp sửa pick ấy. Giờ đi best friend nha. Cầm khẩu này đi tỉ cho mẹ nó. Qua đây đi, chạy qua đây. Tiếc như lần trước Du đi chung với My là Du nó sẽ không bắn khác rồi, chỉ bắn mét rồi. Thì giờ nhớ chỉ đâu Du bắn đó. Nghe không? Còn đang mét một thằng này. Cứ Du mà lại là Du có nhiều ảnh chết. Điếc Du vẫn tim đỏ. Du cầm đạn dùm cho Du Phước thôi. Du vẫn vô tình lệ thuyền rồi. Du vẫn tim đỏ đi chung với thằng say cho này. Rồi. Ai với ông này hết đạn không tự kiếm em hả? Đúng rồi. Đúng rồi đó. Ủa đủ. Ủa thầy có quyền. Đúng rồi, Du team hỗ trợ, team Du chung với rep mà. À, tôi lên mới gọi anh team hỗ trợ. Tôi lên chạy, thằng này team hỗ trợ hết hả? Thằng này đi ôm em. Kể là ngoài bãi thì có team nổ. Thằng này rồi mới thằng biết được team hỗ trợ. Cho team bạn team online đi. Kể ra ngoài đó là auto đập mình đấy. Tôi muốn đi sông pha quyền. Để cho Phước hứa đi sông pha vậy. Tôi đừng tận trung ở cái chỗ biết mà nãy xếp hàng. Tôi đi sông pha. Tôi đi hành tìm sông pha. Khác vậy. Hãy sai đổi sang bàn đi. Anh em. Ồ. Rồi, ok. Đi với lại điếc là hai team đèo Windows. Cái sao đúng không? Mi thấy đi tiếp chung xương đỏ. Đi chung tiền bàn. Ok. Đèo Windows. Mà sao ta cho thằng Mi Đức phải đi trước? Vừa đi thứ ba. Đi với Mi. Anh pha lên tuyển anh pha. Mình không muốn đi với quyền thế nào đi vùng quyền cũng ăn bom. Từ tập không đi chơi cả. Luôn đồ chỗ. Ông đang mẹ. Em mình lên chưa quyền. Lên thuyền. Rồi lên thuyền. Các bạn. Đây ok. Đủ vắt xe. Ok. Mình xong. Đéo vô kiếm vô chắc. Đéo vô. 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 Đéo vô.
Vừa vô chỉ ở đâu? Vô cái đâu kìa, vô mấy xin rất xin kìa. Có Trung này. Rồi. Không thấy ông ở đâu á. Bắt đầu di chuyển rồi. Ai đó biết. Này. Hello. Có mưa lên. Chuẩn bị chết cho ta lên. Này. Trời chết rồi. Các bạn ơi cùng nhau. Tối nay chiêu tay le mấy người học lên thì đừng lên tiền đi hiện tụi. À, ở dưới còn chỗ nha, đổi lên đầu ngồi. Chen ơi. Ơ đúng quá. Ok vào rồi. Chen vào rồi. Rồi đây. Ở dưới đồ tiếp xanh. Ở đây chưa. Yeah. Rồi, go. Đồ, em biết vậy, em biết vậy. Chứ một đồ luôn nè. Có nhà đâu mà. Có nhà đó, có nhà đó, đem có nhà đó. Không nghe. Rồi anh em. Bật music lên mới nghe được. Bật music lên. Ủa đây có nhạc luôn hả? Ủa có nhạc kìa. God bless all. Vô đừng mối đừng mối. Sao nhạc kia lại? Không được nhạc không ai lắm. Sao nó bè đi chê mày gì hả? Bỏ như này là tụi mày học là tụi mày chơi này hả? Ô đa chơi gần sao đi 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 đủ má coi nào sách nó đời mà tôi hát bài khác chứ đủ má sao mi cảm giác chưa đây đang nghe tôi để tôi nghe tiếng mọi người như vậy đúng rồi anh đúng rồi rồi chưa để tôi lấy bộ lấy quá vừa đến đó vừa đến đó cả là bảo như là bảo với nhau vậy go quậy phone à rồi im lặng nào bạn im lặng nè nãy mi quên nói vài cái rồi thứ nhất đó là move cover to cover. Thứ hai đó là don't waste your fucking ammo. Bắn không có hiệu quả đâu, nên là nhớ cover to cover. Khi nào mình tới gần đó rồi mình hay bắn sau. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là cố gắng cứu đồng đội của mình nhất có thể. Đừng có bỏ đồng đội, ví dụ nếu đồng đội chết giữa đường á, đừng có bỏ nó, nhớ cứu nó. Mình có limited respawn, mình không có hồn không. Mình chưa có unlimited respawn đâu. Dead copy. Đừng cứu cho mình Sau khi Ram đã chớp xong thì nhớ di chuyển tới cover nhanh nhất có thể. Copy that. Giáp bị đỏ 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 coi xem mình có dành cho cái thằng lái tàu á đủ á sắp đi xác định gấp quyết chưa à bây giờ đúng là thơ tí xác định được nè Hết lên. Oh my god. Remember your training buttons. Training. Oh shit. What the what is training? Don't do that. Don't train đi. Chúng ta còn điều này. Bắn đây. Bắn được quá. Bắn đi. Di chuyển đến cover, Kẹt thôi, Kẹt thôi. Thôi bà. Get cover. Click. Let's go, tải ra, spread out, đừng ngồi chung chỗ, spread out, move, Rồi, anh phải copy. Alpha
Nằm xuống. Chữa đâu? Mẹ nó. Man down. Oh my fucking god, cho đi đâu. À, bị thương rồi, bị thương rồi. Đây nè, cút đây nè. Đây, dù thấy cây đâu không? Oh my fucking god. Thấy cây đâu không? Oh my fucking god, Medic. Medic, cút, cút đi. Mẹ hết trên kia rồi, what the fuck? Medic. Mày ơi! Trung ơi, you cút ông. Tôi đi quét Kaska đi, xong rồi băng bó cho ông ấy. Oh shit. Boy, băng đi. Để mi, tôi đi quét cho. Copy. Oh my god. Bắn gì vậy hả? OMG. Alpha to CO, Alpha to CO, Alpha Mascot. Nghe, copy that. Lói về. Biết đâu rồi. Mày ơi. Này, ông ở đây cứu nho nghe. Tụi tôi đi kiếm cây. Mày ơi. Mày ơi, cho đi gần chết rồi. Mày ơi. Mày đang tìm mẫu này, tao mày. Mày ơi. Đi, băng ghê quá. Ây da. Băng đi. Ủa, tài chết đây này. Phúc ơi. Oh my god. I lost my fucking gun. Băng đầu này, băng tay đây. Chết, ok, I'm giving you one lần. Don't worry. Bế về. Kìa đây, kìm mẫu tiếp này. Đừng có kéo. Bế về. Medic! Medic! Medic is busy! Ta đổ ra! Chỉ có mẹ! Có ta đổ kìa! Ôi! Cái gì? Cho đi ơi! Cẩn thận! Mày mất máu rồi, ba chìm máu không? Chìm máu thì mày gì hết đi vậy? Về thôi! Chị bỏ mày đi! Đâu? Mày bên trái, bên trái xe nè! Tìm đâu? Ok! Chắc ở đây, đang kia này! Oh my god, bác! Hello bác! Đang kia máu nè! Ui! Đây! Ép! Ok! Đây! Nghe! Xuống đây đi! Oh my god! Cứu mấy cái! Cứu mấy cái! Hello there!
con cũng chết luôn à. Ờ. Ảo phá chứ luôn. Hello. Không có đồ, không có đồ. Phải. Không tìm lấy, tìm lấy. Thế là không có ông hoa, mình đang lên, mình lên. Đó, lên. Ông phía kia lên đây, lên đây này. Đây. Holy shit, holy shit. Thank you, wow. Team đeo team Charlie hậu tạm đây nhá, đừng di chuyển bộ, đừng di chuyển theo cả team luôn. Mỗi lần đổi loadout là mất radio luôn. À kì ra. Ra bố tim đi. Đây là bố rồi, bố rồi, bố rồi. Chạy đi, dùng Mỹ đi. Ờ ok. Rồi bố kia từ đi, từ. Rồi bố. Rồi team cho đi tập bố đi. Nè nè nè. Ra cái xe tải vừa mất xong hết phần mình. Ra bố tim hôn nè, hôn. Ra bố tim hôn đi. Chuyển này, chuyển này, chuyển này. Ra bố hôn đi. Charlie hôn đi, đi chuyển này. Ra bố hôn đi, ra bố hôn đi. Ờ, ơn chưa? Qua phải đi, mày dọc qua phải nè, đi, bò qua phải. Qua phải. Bravo to soft party.
thằng này thêm đi thứ ba. Ba một cái sắt pha đây. Holy shit, ta. Quyền ơi, đợi tí, đợi tí. Ba một. Ba một cái sắt pha đây. Áo đi này, áo đi. Chết rồi. Có bốn má không thể lên nổi luôn. Đi rồi. Chơi chơi mình buộc tính, tình hình là tụi My đang nằm chân tại chỗ chưa để chưa tới phần nửa vào biển hả? Cứ nói bên này đi, làm biết sao? Come on! Còn cứ ship hết something. Di chuyển, ship sang góc bên nhé. Góc phải này. SP bảo nó không về hết trơn á, để chạy đây. Ố, quá bị bị sao rồi. Đồ má đáng ngay đồ, đồ má. Dạ là cứ còn tại sao đồ quá. Kêu là đẩy chạy đi, không có gì. Bây giờ nè, nghe bảo quá bảo cái mình đánh, tại đánh từ bãi lên. Đi hẳn ở giữa là không đúng rồi đó. Chạy đi Quỳnh ơi, chạy đi. Đúng rồi nè, đúng rồi nè, chạy đi. Đã lên hết, đã chưa nào lên hai đạn rồi.
cho Charlie di chuyển tiếp này. Đường cũ phải thả đi rồi này. Chết rồi. Đứng đây chết rồi. Hay hèn hèn. Hay không? Đi vô ổn vậy. Ai bị thương, bị thương. Đừng ngồi cạnh chiếc xe quá, đừng ngồi cạnh chiếc xe quá. Ngồi cạnh quá là bị thương á. Vậy? Ờ. Cái đâu rồi? Cái đâu rồi? Hả? Hả chứ em hay ơi. Đâu hết luôn. Cái lồ má. Cái lồ má nó bắn rác quá. Cái lồ má nó bắn rác quá. Không mày phải chết, đã sai. Du giữ đồ mới biết của Du đi, Du đừng xài đồ mới biết của Du nữa. Mắt không tới đó mình không có đồ, không có đồ mới biết á. Thằng nào chết giữa đường á bỏ nó đi. Họ phải nói kìa, nó giờ kêu mà mai đi lên vô lên rồi. Go!
ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi. Đây trời. Quyền ơi, chạy ra chỗ Platoon AV1 đi, chạy ra Platoon AV1 đi. Biết rồi, biết rồi, biết rồi, coming, coming nè. Ok. Oh. Thôi đừng bò qua, đừng bò ra, Yo. Mày qua bệnh lấy cái chị đi. Đứng là chạy, đứng là chạy luôn, đứng là chạy luôn, tiếp theo. Đập xuống, đập xuống hả? Đập xuống, đập xíu đi, đập xíu đi, tập trung đến đủ, đi. Bỏ, xin tao kìa. Xin đỡ ra. Lấy chỗ, mình vừa rút tay đi. Lấy một chỗ đi rút, bóp đi, chỗ rồi rút tay mình lại đi. Ok, chạy về bên kia. Ramo. Trái đi quanh, Ủa, quanh trái nè, chạy. Ô mày, fucking chết. Một, trái. Let's go. Good luck, lùi lên. Good luck. Ôi trời ơi, bị hit rồi. Đi ra nè, đi ra, bị tạc bom nè, chấm ra. Chạy đi. Đừng có cho nổ luôn, đừng có cho nổ luôn.
Oh, chết chết chết. Spread da, spread da. Rồi. Ông mày biết rồi, tao bảo rồi. Mày đứt, mày đứt. Oh my fucking god. Đừng có đứng lên, đừng có đứng lên. Mày ơi, mày ơi. Mày rồi. Mày ơi. Ô mẹ ơi. Đó là thầy bị phướng nữa, đem đem cái này. Mày biết đâu, sao đâu, sao đâu. Rồi, bên tôi sắp. Rồi, hát quyêu. Rồi, hát quyêu. Rồi, nói đi. Và tôi bảo là 24 chiếc server chỉ có 2 chiếc đáp được tới bờ biển. Trong 24 chiếc server gửi chỉ có 2 chiếc tới bờ biển rồi. 2 chiếc đó bị bắn bể luôn rồi. Mà nó bể luôn rồi. Yeah. Sau bây giờ bọn yêu cố gắng phá hủy ngang đào và lên chiếm hệ thống băng lớp băng cơ thứ nhất này. Rồi đó là chiếc cần đúng ấy. Cấp đáp, stand by, stand by. Đợi tất cả các team tập trung tập hợp lại rồi mình sẽ bắt đầu mình phá hào mình chuyển. Bây giờ chúng nó cái đầu đứng cover mây rồi. Mà mọi nỗ lực sắp được lên đá mày. Ô mày phát tương tác. Ê cút đừng bao lấy. Anh nhân sơ ơi. Có gì được chứ. Nhân sơ ơi chạy sắp đi. Ai rồi, cười chết rồi. Đây 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 đây. Dù đây nằm đâu vậy, anh đi nằm đâu, chơi 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 có lỗi nhưng mà tôi đi tới đấy. Ra vô cơ mình đi. Alo 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 alo. Good check, good check. Hay dọc, hay dọc. Nghe, nghe tốt, nghe tốt. À, rồi có đường đây, có đường đây kìa. Trời ơi, bị trùng máu. Đang một trùng. Không có sao lên. Kéo gì, kéo gì. Đợi đủ người á, đẩy một lượt mới được. Quỳ đây. Sao không quỳ? Sao không quỳ? Mình ở đây. Thôi mày heal cho mày chính mày đây. À ba con mình ơi. Cái lồng mày nó còn lên nhất nè. Sơ. Chưa chưa. Đây bị lỗ rồi. Ta làm bị bao, ta làm bị bao. Đi. Lấy cho này trước nè. Tại bị lỗ rồi lỗ. Ở bên kia. Ok ok ok. No. Tại sao bị lỗ rồi lỗ rồi. Ô nữa rồi, còn nữa luôn à. Đi xe, bố. Anh này bị bắn đạn rồi, sao vậy? US, ba đèn đúng rồi hả? Vì không cần đâu. Em lời tất cơ ơi, thằng này. Ba tao đi buông một con cây vậy? Đặt cái weapon trong đó. Đừng đi buông ai rồi. Ừ, nhưng mà chưa có nổ. Vô không có cho nổ. Chị máu này, một ít nè. Ô mẹ ăn đạn. Một ít, mẹ ăn đạn. Tôi đi đâu? Mẹ, đã lột. Đừng cố nữa, chết rồi, bỏ đi, chết rồi. Đừng cố nữa. Đâu, đâu lại. Về đi. Từ từ đủ. Ờ tụi nó đẻ rồi. Đẩy được chắc. Tôi đẻ rồi, tôi chưa xếp. Chết.
Nhoi. Má quỷ chết queo luôn mày. Cái nhân này nhập chung này cho. Núp vô đủ cái này rồi. Bây giờ có cái liều kìa. Không bị cứu đâu bên này. Đây là nào kia. Đi luôn á. Mình sẽ chạy đó. Đi. Cho đây ơi, cho đây ơi, nghe vậy? Nghe nghe nghe. Má nó nãy mi bảo là đừng có ra ốc tao đâu mà. Nãy bị tẹt tao chết rồi. Rồi. Ông team chuẩn bị nè, ông team chuẩn bị nè. Mọi người gấp lên đi. Mọi người em chạy nó lập cái đơn rồi. Phá rồi. Bang cái lô. Bang cái lô. Cái chỗ nào nó không có nó không có à, lại đứng như lẽ vậy, ok em rep. Đây đây, mình đang cho bên kia mà. Dạ, có rồi. Rồi, một quá. Cho em đi được đâu, đâu. Dạ, rồi, kếp ơi. Rep đâu rồi, rep ơi. Còn. Rep đâu rồi. Ai quá. Lên mình nghĩ là nổi đi, nổi Chết rồi, không mong ta đến. Các team xích nhau nha, xích nhau, clean hào nha. Mai giữa phút rồi, bọc phút với Mai ơi. Bravo. Let's go. Chờ mi băng cái tay phát. Đừng ăn nữa, chắc đường quái luôn. Ok. Tất cả Charlie, tất cả những thành viên còn lại Charlie tập trung vào Mi, vào hào này. Mi biết rồi, oh my god. Chen, you support được em, you support được em chi hướng 210 Chen ơi. Đây rồi. Mày láo. Tao biết rồi, không nghe gì hết.
bò vào đây boy. Ủa phải lộn nãy giờ bị chết kìa. Có thằng MG nó bị nó gần sợ kìa. Phải lộn Salis. Mày đi. Bắn nó Salis ơi. Thôi được xuống. Medic, 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 medic. Tôi đang đau ngoài này, medic, medic. À medic ơi. Medic, ra mẹ quyền đau ở hướng sao sao ít nè. Oh my god, má nãy giờ mình la lớn quá. Nè cứu quyền nè, cứu quyền nè, cứu quyền nè, cứu quyền nè. Quyền đây, 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 medic, medic, đây. Nằm xuống. Chạy thôi, chạy thôi, split, chạy thôi, chạy thôi. Thôi, 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 thế thôi, toàn bè chắc anh chủ chưa đi chưa đi nằm. Ôi chết, cái quỷ nó tay. Rồi, tạm tạm thời mình thôi, mình ra. Ê, Northwest kìa, Northwest kìa. Tạm thời cứ nằm, mình cứ nằm đi. Chờ cả team dậy á. Nghe nghe. Ta lên. Stalin. Omen Stalin. Stalin ơi, Omen à. Đây, 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 đây. Cho mình lấy loadout cái. Ờ nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi, on à. Á nãy giờ lạc người quá, giờ mình không. Đi thôi, đi thôi. Còn ai chết không? Mày chết đúng không? Giờ di chuyển lên à. Rồi rồi, Stalin ơi, không vào bài cover rồi, Stalin ơi. Đúng rồi, rồi rồi, cũng còn MC. Rồi lên nè, nó bây giờ theo mình. Hào, đi lòng chân. Đi ông ơi, đi, đi, đi. Rồi, không được. Chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Anh xét vô cái bờ tường. Anh xuống, anh xuống, anh xuống, ra đi, anh xuống. Chia cà phê đi, chia cà phê đi. Ok, ok, được rồi, Chạy chi đi không, chạy chi đi không. Rồi, rồi, rồi. Rồi, 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 rồi. Cus, cus, cus. Cus, cus ơi. Lăng đi, lăng, tao đi, lăng, lăng. Lăng đi, cus, sau lưng mi rồi, cus ơi. Sao lưng chung Cus, chung kiểu Medic bên đây cho Cus ơi. Cus, Delta tập trung mà Delta. Delta ơi, qua đây tập trung mà Delta. Tất cả Delta tập trung mà, Delta tập trung mà, Delta tập trung mà, tập trung mà, tập trung mà, tập trung mà, tập trung mà. Vô, 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 what's up. Lo, tới vậy, lo tới vậy. Mi bàn đến đây rồi. Tập trung mà Delta, Delta. Rồi, Delta. Nha, Delta ơi, tập trung. Nhoa đau rồi, nhoa đau rồi, nhoa đau rồi. Rồi, những người còn lại này. Tài lưới, 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 lưới. Tài, Tài ơi, Tài, 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 coi chỗ bi rồi. Ờ, Cus, you ở lại. Tài, 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 có lưu đạn không? Mai, Mai có lưu đạn không? Tao học. Mình có lưu đạn này chứ. Lưu đạn, coi có lưu đạn không? Lưu đạn, lưu đạn, lưu đạn. Lưu đạn đi. Đem có lưu đạn không, đem. Ê. Lưu đạn, lưu đạn, lưu đạn, hướng, hướng quét, hướng quét. Vâng, coi, sáng quét này, coi. Lấy gạo, lấy gạo. Hả? Hướng quét, hướng quét. Một quay duy nhất. Nữa, 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 qua nữa, qua xa. Có một quay duy nhất. Mình có một quay duy nhất quá. Hả đã? À. Qua xa ra, qua xa ra. Chạy rồi. Ở dưới đâu, dưới đâu. Lẹ, lẹ, lẹ. Chết rồi, chết rồi. Chú bắt đầu đi, bắt đầu rồi. Cái lỗ mắt thần đấu rồi, chạy người thuốc rồi, chạy về. Cái gì vậy? Má nát người rồi, nát chân rồi, nát chân rồi. Nhỏ mà. À, đi ăn đầu này, ăn đầu này. Nó quá không à. Tao nhìn tụi cho đứng chạy. Tao đi, tao đi, tao đi, tao đi. Ừ rồi, 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 mì được rồi. Rồi, ai đó, CBA test đấy, mì chỗ người khác. Mì quá gì việc.
Còn còn Bravo còn ai à, Charlie còn ai đây? Ông tài. Ờ chơi chơi đi. Quy vô đâu này? Ê. Đâu rồi? Ủa sao lên chết luôn rồi? Ok. Ủa sao tự sát à? Thư nhẹ mà. Ai rồi? Vô thủng đồ, ai rồi? Vô thủng đồ không? Dạ. Vô còn thủng, còn thủng đồ, còn thủng đồ không? Ok. Mình di chuyển về sau ép, mình ra gần hàng rào, xong mình cứ đặt thủng đồ. Ê mấy thằng ngồi trong nhà tao có vừa bắn thấy không? Bắn không chế. Không chế đúng rồi, để tao. Freddy tầng 2, Freddy tầng 2. Các em chú ý cái nhà hướng quét, Freddy tầng 2 dắt tao, dắt tao. Lù má, ngay bắn dắt. Thế nào rồi? Cứu dắt đi, cứu dắt đi, cứu dắt đi. Ủa, dắt mình được không? Medic, medic. Mày đi đâu mà mày đi xin info. Rồi đủ mày, ngồi mày đây. Cứu dắt cái này. Penley à? À Penley rồi, Penley rồi. Ê đủ của ai của mày đi không? Ai mày đi cứu dắt, cứu dắt. Đồ má mày bị bồ bắn, mày tưởng đó bắn. Lồn má. Cái lồn má mày là bồ bắn, mày tưởng lồn mày. Ôi đủ á. Đéo đỡ luôn, má có dư. Có dư im lắc không đủ má. Ồ sao lưng. Ủa lộn, không phải sao lưng đủ má. Sao lưng đủ má. Cái nhà bắn xuyên được, cái nhà bắn xuyên được. Cái nhà bắn xuyên được, mày đứng. Cái nhà bắn xuyên được, ơ. Cái cửa sổ, đi xuống. Đi xuống. Đây. Đừng có chui lên, đi xuống. Đi xuống đây, đừng làm ăn xuống đây. Ê, cơm tủn cho đừng cho em đi bất tử nữa, bắn em bắn hoài chết này. Em đi nó bất tử bắn có chết đâu ơi. Ừ, em đi nó trâu bật cố luôn. Lót rồi. Ê, em đi bắn cái tay phụ vô. Ê, đi ra ngoài nhà đi, đụng mấy ngồi này không họ đâu. Ủa, kìa chịu máu quá. Đi bắn cái người cho. Okay, anh pha tập trung ra ngoài, anh pha tập trung ra ngoài hướng nó. Nghe. Nó ít tập trung ra ngoài, tập trung ra ngoài. Trên đường, đừng ngồi bắn ở trên. Anh pha đây, anh pha đây, cách ca đây. Ê mấy thằng em chơi bắt ca gọi, cách ca radio về báo là hết kêu ơi, là mấy MG của đối phương bất tử. Alpha với HQ. À mấy thằng mà single nó bắt tử bọn mày bắn không tới tao kêu à. Boy boy boy, em boy. Không ơi. Đi đâu? Mày đi đi bo. Đi vậy. Ok. Nó to lên. 5 giây, 5 giây. Mấy một kỳ. Không mình kia báo là nó không tử. Ok. Ông đi mấy tí. Mà không chơi ba mình. Boy.
mình chơi xong cái hàng thứ nhất rồi đó. Chơi tôi Alpha. Ủa Alpha lên đó hàng thứ ba hả? Tớ bé anh Steel to Charlie. Xong job đã. Ôi trời ơi. Không nào vừa bay vậy. Mưa băng gác quá. Chỗ nào băng gác không ơi. À, ông nhìn đằng sau đi, đằng sau khả năng rất rất chỉ là cùn nở đấy. Mà công việc có thằng nó đứng lại nó bắn kìa. Ôi này đau rồi, ôi trận này ơi. Trận này đau rồi à? Ờ, trận này cái này đau rồi. Đây này. Nhìn thường lệ. Mà ủa chắc từ sao vậy? Ủa chắc từ sao vậy? Chỗ này nằm rồi. Ba, này nằm rồi. Đi lại, đi bẹp, hướng đường quá chỗ này ơi. Đi lại, đi bên clear cái con này coi. Đi bẹp chỗ đi. Canh đi, bắt cả canh đi. Mìm sim rồi nhá. Trời ơi, trước mặt nhiều luôn á thầy. Dẹp, không thấy, nên núp vô đây mình cầm lấy. Okay. Ê, ngồi xuống, ngồi xuống, đừng có đứng lên. Thank you. Dù bắn đi nha, nhỏ bắn. Giá kêu còn dù có bao nhiêu dù đủ không? Đủ rồi. Rồi mi đại đa số á. Thôi đi chạy. Có vào rồi không? Có vào trong hào không vậy? Rồi, chấm hào đi, 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 Đi. Oh, hello. Oh, tại rồi. Hello. Rồi vào hào luôn này, vào trong hào luôn. Đừng tách nhau ra, không được dạng vào nhau. Xong thì khúc mà clear xong rồi á, đi bật nữa. Ôi trời ơi, mình chết rồi. Để vậy. Ôi. Đang bên, hướng bên. Vô luôn. Đi theo đường hào, đi bên trái nè. Mình clear hào rồi. Rồi, Omega, đi, đi lên. Đi Omega. Ma giết được nó mà quả lựu đạn nó ném lại rơi trúng đầu mình. Cực. Ông zone đi thì ăn tất cả đạn của nó luôn. Con tắc bắn lắm. Web suppress. Cẩn thận hướng nó web. Đi chờ đây. Hello. Rồi, đi chờ nó cháy. Thôi. Thằng này, thấy nhá, đi nhanh của em mà chưa có lấy fly. Đúng rồi, bắn đi. Thôi, chưa có lấy fly nữa. Chưa hết đạn mình, chưa hết đạn mình. Link đi cái. Ta lên. Bắn đi. Vào trong, lên. Vào đi, sang trái.
team mình à? Ơi, anh có cầm đạn không? Anh đưa nét cầm đạn không? Bù quá, bù quá. Sao biết ngay mà u chỗ này đông quá. Đây đây, bê đất đây, bê đất đây, bê đất đây, bê đất đây. Lên. Hay đi đâu đây, mẹ. Đi mẹ cái hào thì nhỏ đúng không? Bu vô cục vô thì mẹ biết ngay mà. Mẹ có thằng này một thằng đau là mẹ như đánh kìa. Mẹ đổi chuyện thêm có mồi. Ờ cây ơi. Biết ngay mà mẹ một thằng đau mới đánh kẹt cho mày. Charlie. Vô CBA đi. Trên ổng là bằng cái KBR gì á hả? Tỉnh rồi, tỉnh rồi. À, sắp tỉnh rồi. Rồi, lên, vô đây. Cover, mấy cover. Mẹ, đừng để đi mẹ thằng nào bắn mi. Mẹ, nó mất. Đẩy. Mẹ, cái hào nhỏ quá. Để đi hào nè. Mày leo lên thì bị ăn đạn. Thôi đấy, đấy. Tôi đi qua mày hào, kia hào là nhỏ quá. Đi một mình trẻ đạn. Đang qua lưu đạn không? Trong này chạy được đâu. Qua bên này đi. Lại lên nè. Nó chắc kẹt rồi nghe, nó chừng bắn đông nhầm rồi. Nghe tiếng. Đẹp qua phải đâu có băng cơ nè. Đẹp ơi. Ờ. Ô, có băng cơ này, lên clear luôn nè. Cái này như clear rồi. Gì nữa? Như clear đi. À, CO nè, tiêu CO nè. Dùng mở, chăm sát cho mà mở ra ngoài lên. Mở rồi mà ta, à, chắc hồi nãy chết. À, được. Qua chơi đi CO đi, bên kia đông quá. À, hay là ok. Hello CO. Rồi, mở đầu nha. Nghe. Bên kia đông quá, bên kia hào nhỏ mà đông quá, nên qua bên này. Có bi, qua đây. Bên này chưa clear xong nào, qua đây. Delta okay. Clear bên này, à, cứ đi bên này thôi. Anh chờ tâm hành, cái chờ đi. Đi anh đi. Mai ơi, gọi team Alpha kêu toàn bộ team Alpha đừng ném lựu đạn nữa, trong hào có bồn. Trong bồn có hào. Mai ơi. Tôi đây. Trời ơi, Alpha bảo là đừng ném lựu đạn nữa, trong hào có bồn, đại lát lắm rồi á. Ok. Đi CO, tụi Alpha đừng ném lựu đạn, có gì có đồng đội trong các hào nha. Rồi, lấy chưa? Rồi, có bây giờ đó. Còn bi không có ném lựu đạn bao nhiêu quá. Cái lồn má. Ba đạn mà. Đạn lồn này là tốt.
không phải, không phải. Xong đi rồi, tụi ông đi chung nè. Má, à, quay lưu đạn chết luôn. À, tôi bị bắn chết. Ông bên team nào? Bravo. Ông Alpha đúng không? Tụi bên Delta. Còn thương bị chết A3 mà bị chết nhiều thế này. Trận này khó á. Trận này mấy ông nó cố tình để cho bắn đá. User disconnected from your channel. User joined your channel. Để lên trên. Mình đang nghĩ mình hay không muốn liên hả? Không không, mình đang nghĩ hay khờ. Chạy hay khờ. Nặng quá.
Yu chạy qua team Yu đi, team mình ngay mặt này. Ok vậy. Hả? À, kêu đi không đi. Đi qua bên đây mà, đâm mơ. Qua bên đây nè, qua bên đây nè. Dev. Dev. Dev ơi. Dev. Phước ơi, Dev ơi. Chiến ơi. Đi nè, đi nè. Gì? Đi. Qua bên đây, qua đây. Ok. Quyền sao, quyền sao vậy? Cứ quyền, quyền, quyền nguy hiểm đi. Quyền đỏ, đã lồn. Bắt đâu bắt nữa? Đép rồi, đép rồi. Cái gì anh? Không, dù heo, dù đứng lên, dù cover, cũng để tụi mình cứu mấy đầu nè. Quả chỗ Charlie á, ngay chỗ là sao cái hàng sao nè. À quyền. Quyền ăn quyền vâng. Rất là rất. Sao thôi. Dù mới biết phải giữ đây à, mình đi kiếm ông nhà sai á. Ờ. Mình đứng này rồi. À, ok quay á. Nhà sai, nhà sai nó thấy à. Lê bơ kéo người rep ơi. Contact wet để rep wet. Mà chắn được gì đấy. Thôi hết rồi. Mai ơi, sẵn đâu, nhìn đây, nó đang đẩy kìa. Cái lộn má, có ai có đào hào không vậy? Không. Mi có nè. OMG. Rep có nè, rep nè. Rep đào hào thì hướng wet rep ơi. Sau đây hướng sau wet. Ok. Bắt cover mình bước nha. Chỗ bên này. Ê hey. Sao vậy? Tây oh my god. Nhắc cái nhắc. Ở bên đây mi nhìn qua hướng này mi thấy cái SQ của tụi nó nè. Hướng nào? Ở đây nhìn. Phải kêu đó kìa.
Cái băng cờ nó hit bọn mình đã clear rồi. Đấy, lấy trong này cho ô sạch đi mẹ, nó bị lấy ra. Dù hay cái liệu carbon đúng không? Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Đó, đó. Mình nghĩ cái đó SQ. Đục kích, đục kích. Đục kích, đục kích. Pháo tới, đợi pháo đi, mày có pháo mà mình. Không, pháo còn không, không, không. Mai ơi. Yes, we đây. Vô gọi HQ đi. Đi vô gọi HQ như báo là. Cứ đi, cứ đi, đợi đi, đợi đi, clear rồi. Cần supply, resupply. Đi vô cướp, đi thẳng tiếp luôn. Đi thẳng theo CV cướp. This is your game. Qua đi, qua đi, qua đi. Holy shit. Lấy cái áo làm cover. Đào cho mi một cái hào ở giữa, đi về sau quét luôn. Đào cho mi một cái hào ở giữa. Đào đi, đào, đào, đào đi, đào đi. Mi không, mi không có xe, mi không có xe. Ai có xe không? Tài có xe không? Không, không, mi không có tiền, tại vì mi không có cái alo. Bây giờ mình đi, 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 đi. Quay lại chỗ. Vô, vô, đi, 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 bắn đi, bắn em chơi ha. Ai đừng đi cao. Bị bay đổ á. Trong trong có đồ supply gì đưa ra chưa? Đồ tới hả? Rồi supply kìa, supply kìa, đỡ xuống máy, đỡ xuống đi. Bắn đi đi. Ok ok. Ok ok. Có supply hơn hơn. Có ai nhiều supply không? Có ai nhiều supply không? Ai được, ai được. Chút thiếu. Qua đây, qua đây. Tập trung bắn. Mang rồi, mang rồi, mang rồi. Có ai nhiều supply không? Đồ má. Ờ, để mình kiếm chè lại. Không phải, giữ dùng đi. Đồ má, giữ lại thì lo lấy đi. Chẳng thủ đại, lót, giữ lót. Giữ lót, giữ lót. Giữ lót, giữ lót. Giữ lót, giữ lên mấy cái hào cover về sau hết. Đi resupply, resupply rồi chạy qua đầu bên kia Robo. Sao resupply xong chạy qua đầu kia. Thằng đĩ Phước mày là BAR hay là mày làm cái gì? Ok, mày lấy lại con. Phước bây giờ mày là cái gì? Này, 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 này. Này. Bây giờ mày là cái gì? Cái hào đi đầu, chiếu quên, chiếu. Mày cover đi. Oh no. Trong quanh mắt. Ê ê ê đào hào đi, đào quên, 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 ông lấy cái radio, ông cho tôi một cái đi. Chạy hết luôn á. Con của tôi nó bị lỗi rồi, không lấy radio được. Lúc mà Du lấy, lúc mà Du lấy lock out á, Du bỏ cái radio xuống đất, xong rồi Du lấy lock out, xong rồi lụm ra, lúc mà Du lấy lock out, cái lock out nó không có lùi cái radio lại á, mình cũng bị nè. Bây giờ để xin trên kia. Mai ơi,
xa mày đây. Gọi HQL xin một cái radio sóng ngắn kế bên cho Trung, Trung bị lỗi. Bấm cho xe để kề xuống rồi. Bấm cho xe để kề xuống rồi. Đúng rồi, đó. Rồi, Dixio request một cái sóng ngắn kế bên Trung bởi vì cái radio Trung bị lỗi. Là chiếu nữa nè. Rồi, có mặt, có mặt. Rồi, rep. Sao? Rồi, Dixio. Ê em ơi, giờ vậy chạy theo, giờ chạy dọc theo cái bần cờ đó, chung bước tiền ngoài này supply. Chạy dọc theo bần cờ đó, mọi người đang cứu bần cờ. Rồi đẩy ra. Hôm nay chung bước đẩy ra. Ra đây đi, ra đây. Thấy rồi. Đẩy sai, bị supply, đẩy sai. Ok, ba, mừng quá. Về supply kìa mọi Windows, người. Windows rồi. Như mấy dư vậy về đi, đi theo Hào về đi. Hả? Windows. Đó là mấy dư đi theo Hào về, về resupply. Dạ. Ok. Về đếm rồi. Resupply. Well deserved. Ủa đã lên hả? Tất cả đi supply đi. Nha, hai giây nữa, Em biết đó. Ok, good. Kéo lên. Chạy ơi, ẩm lên. Chạy ơi, ẩm đi lên. Chúng người. Bắn đi. Bắn đầu vậy. À biết thì spread cho mình bắn cái gì Medic, chữa Đi thì team Charlie khi mà team Charlie di chuyển lên cái ủng cát cho nó đó, thay cái ủng cát mà hồi nãy của vua thì mọi người cover vào cho cái team còn lại để tiếp. Thì rồi, sau khi mà Alpha Bravo đã tới điểm A1 và B1 rồi đó, thì team A1 và B1 cover lại Charlie và Delta để lên C1 và D1. Và mình sẽ bao đi, mình sẽ di chuyển marker của mình, thì mình sẽ cứ đợi tụi nhau phụ tôi. Có hỏi gì không? Không thì video này mình lại coi chứ gì đấy. Rồi 3, 2, 1 coi. Video cái này đi chứ gì đấy. Charlie, tập trung.
chưa chưa thấy chưa đâu. Tập trung lại đi, tập trung lại cho mi rồi. Bây giờ bắt đầu nó đây mi đây quên lấy lấy ông dù luôn dù qua đây dù qua đây dù qua đây rồi ra bố đi đâu vậy đứng nè kêu đếm là kém dù qua tìm đỏ đi hâu lại đây hâu thả đây ngồi đó để mi kém mi điếc không nghe rõ mi điếc không nghe rõ tập trung hết đây tập trung hết tạm ở đây đã để mi qua kiếm nốt người tập trung ở đây ok delta đem ra cover đi xuống lại nha điếc 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 bỏ qua đẩy tới rồi nhấc tới ba quyền quạo rồi rồi những người còn lại đi cho biết nhiều cái tên có luôn không phải không đi nếu không đeo phiêu một món bây giờ nhá bây giờ một người nhìn trên bản đồ này nhìn map này rồi một người thấy điểm xuyên luôn bây giờ delta sẽ cover và sẽ đẩy mình đang điếc luôn đây chờ lệnh của mi này bài lộn thật hôm nay bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu máu mình lên xài hết luôn á bài lộn cái quả lúc nãy đem bài mình chờ nha có lệnh bây giờ mình đẩy cái quả bên kia luôn bây giờ đang đó thì không có đâu đang đi trên đi đẹp vẫn có bên kia rồi chạy thẳng lên rồi ông lên kìa ủa chạy lên rẻ rồi kìa ủa chạy lên đâu chạy lên ơi ông chạy lên hơi lên trước á mình thâu ra bộ có việc ra bộ chạy luôn đúng không xem bay xem bay ông ra bộ xem bay tiền bay tiền bay xem bay xem bay ra bộ chuẩn bị nha mình ra lệnh là mình đẩy đây bắt cơ bay một luôn á cho đi mờ nó dù xuyên là đi dù đà hàm cơ bờ đi không có bị giết qua bờ đâu coi chuẩn bị tay ba là chạy qua bờ rồi ủa tim cho đây còn mấy người vậy rep tay ba chuẩn bị chạy nha chuẩn bị chạy nha tắt lên có tắt được zone cái bên vô còn trong đấy rồi, team Alpha và Bravo như thế. Ê, có mày lại không? Hay có mày lại không? Go, quyền ra vô anh đây xong mình ra sao tao bằng nếp này mày quyền từ B1 thành D1 đó. Ờ mình cũng có đạn hàm anh ông lộn quá
Đây medic đây, medic đây, ai cần medic? Ai dạ. Ai cần medic? Ai dạ. Chuyện. What the fuck? Ui dạ. Sao đây là Hào đứng dậy vậy? Ừ, đứa Hào nó đứng dậy à. Xem. Đâu. À, di chuyển tới bây giờ á, Charlie với lại Delta di chuyển tới D2 đi. Is Raport. Xem. B2. Hả, hả second. Is Raport got that. Over now. Copy that. Dạ. Bao điện đi, Dung di chuyển sang vị trí B2, di chuyển xuyên qua CO, sau đó di chuyển tới D2 đi. Shit, dạ. Còn một, bắn ráng quá. Ở Dung nghe. Bởi lộn vượt kill by change friendly fire, what the fuck? Hổ luôn. À, cho sắp có chữ nhau rồi. Quyền quạo lắm luôn rồi đấy. Cái toy ai nó flanking mình quá hướng quét người chắc. Second. Second. Bây giờ á, Du đẩy lên đi, đẩy lên. À bây giờ có view không? Ok, view không tốt thì ở đâu submit đi. Rack. Địch thủy hướng đâu nghe, có quét kìa. Ờ team đi ơi. Snap nó vô chỗ nào vô đi Hoàng Hào. Tình nó đây. Địch đẩy hướng North West. Địch đẩy hướng North West kìa. Xe ô tô alpha địch hướng West, North West. North West, North West. Thế nào đúng không? Du thế nào đúng không? Thế nào, có ai có máu không? Chị cho Mim đi. Đang hào, đang hào, đang hào, đang hào, đang hào. Mày đi thân thiện của Du đây. Du đủ quá, Du chỉ hai lít máu đi, chỉ nãy giờ đủ quá, Mim literally Mim đóng máu rồi. Bị đau được, cho mày tình nói với mình lót đọc lên. Đâu, đang hào đi, đang hào đi, đang hào đi. Để mê tiền vô lít rồi. À, tiền cho Mai lít rồi. Contact direct sao, contact direct sao. Ôi dồi ôi. Stand by. Xem. Má địch tướng sao đông vãi đâu. À, đây là vậy. À, bây giờ á, A1 Du đi chuyển sang A2 đi, thấy cái A2 đi đánh dấu lại không? À, Du Quyền lúc này đẩy lên, đẩy sau đi Quyền. A2 Như lúc này kêu đẩy sau vậy? Không, hồi nãy mi nhớ là đẩy, kêu một quy trình đó mà chắc luôn. Thấy D2 chưa? Tù má mới chạy lên, mới đẩy Du chạy hẳn lên, trở lòng địch đi cùng quá. Cái team spy đã hào đi. Bởi mới chạy lên tới chơi, kêu hủ là cái gì là sai đây. Ui, tôi thấy cái bẹo. Em cái hào đi, cái team Charlie và cũng là Delta tập trung ở vị trí B1, xem hội D1 mình đi. Friendly coaching. Hả? Bravo tập trung ở điểm B. Ashley Bravo, ở đó được rồi, ở đó đi. Mình đi thêm hào, thêm hào. Mình di chuyển sau lưng Alpha luôn này. Sao đi ơi. Ông này bị gì vậy? Ông nào? Kìa. Tao lặng này. Bay trên ra, bay trên ra. À không, đào hào này phải cất chung vô đi. Mà sao lại được? Quá nguy hiểm phải rồi. Quá nguy hiểm ghê. Ờ đi lên. Ngầu. Đi lên. Ngầu lên đó, lên đó. Bây giờ á, sau khi mà Alpha đã set up vị trí con vào rồi, bây giờ sau khi Alpha set up vị trí con vào rồi thì Bravo, Charlie và Delta mình sẽ dàn hàng ra và mình sẽ chạy thẳng tới điểm đó. Bây giờ cái chỗ đó khác là đồng chống, là mình không một cách nào khác đâu. Điểm đó là điểm nào? Hardwell. Chứ điểm nào? Ai biết? Hỏi thôi. Make up cho Mike Brother. What? Có đạn đủ bắn mấy viên hết đạn. Mày lão này.
Cho tao pha đạn chưa? Đạn đâu? Cấp đạn. Ủa con thằng nào nằm trên đất chứ vậy? Chết đất mình vậy? Ủa chân đi rồi. Ủa thầy em kim cái đường rồi. Đi em kim đâu rồi. Tao lưng vô cái hào, tao vô không có đứng trong cái hào mà. Tao lưng vô có cái hào, có hào bên này quá. Còn tác quét, còn tác quét, còn tác quét. Ôi. Còn tiếp quét, tác quét, còn tiếp quét, tác quét. Lấy bài xem cái hào, quét đừng quét, lấy bài. Cái lồn má. Ôi gò ai dính đạn. Nào bắn xuyên đầu mày vậy. Nào bắn xuyên đầu mày vậy. Cái lồn má này bắn chết nó luôn kìa. Chúc chúc chúc. Sao tao qua sao rồi. Nhà lên Doramo. Sao tụi Delta mới vô đây đâu vậy. Rồi Doramo. This vào set. Sai Delta du di chuyển sang vị trí Delta thấy không rồi cấp đất rồi team mà diễn này đi leo bên kia team 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 bên kia anh đánh đúng tướng thì mất control đất ào đâu nhở sao tôi Delta sau khi mà du tới điểm D3 rồi á du đào hào nhìn hướng sau nha từ hướng sau cho tới hướng west luôn định hướng west chào pha ô phút đau định hướng west quỳ đau luôn quỳ đau luôn đâu quỳ tụng bắn á tụng bắn á tụng bắn hướng west á hướng west bị bắn không tới, không xin bắn không được. Bắt cái cơn lên. Đừng hướng quét. Đừng hướng quét. Nó bắn cái gì mà chết chị. Đủ hết đạn. Ow. Oh my god. Delta good. Đâu quyền chết rồi. Delta spread ra, đừng có đứng gần alpha quá. Spread xuống hướng sau á, rồi đào hào câu vào cho alpha. Alpha điểm dưới nha alpha. Say yes. Edge to do on team. Ok, cấp lên. Sau khi sao đúng không? Cóp đáp. Rồi bây giờ á, sorry Delta em và Delta quần lại cho mình đi. Trong cái cam đó có mấy khổng báo. Hướng chết kìa, hướng chết quét kìa. Hết tổ hồn tới kìa, hết khổng báo đi. Có bà đề không, Dắt rồi nghe, dùng dắt. Bà đề. Nghe SQ nói gì vậy? À, dừng dưới đó gì? Nghe SQ nói gì chưa? Nó nói gì nó gì? SQ mới nói là cắt chùa chỗ đó xong rồi lấy chiếc mẫu phá mấy con pháo á. Đó bị lát, cấp đát. Delta vui vẻ cho bây giờ. Ok, giữ ở đó, giữ đó. Rồi, xe ô tô alpha. Xe ô tô alpha. Ủa, ông nén rồi, ông thiệt là bắt đầu. Ok alpha, you spread vô cái hướng sau nha, cái hát quyền hướng sau nha. Tụi mình sẽ đẩy lên đi. Tụi mình sẽ đồng đàn đẩy lên. Ông biết đâu rồi. So, à tới Bravo, Jolly và Delta. Bây giờ á, Mi ra lệnh với you sẽ nhận hàng ra và chạy hát lên đỉnh nha. Ok, copy. Dẫn.
đứng đây ngoài cũng không có giải quyết được vấn đề đâu. Double good. Double good ra một cặp lệnh nè. Để ta good. Vô nè, vô nè. Này, cái gì vậy? Đi nè, đi nè, đi nè, đi nè. No. Đánh kia luôn. Đánh sao nha. Go, 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 sao. Đánh thẳng luôn, đánh thẳng luôn, đánh thẳng luôn. Rồi bên kia đi, bên này không có mấy. Ủa, Quyền đâu ta? Cover về sao? Cover về sao? Sai đâu. Không phải đâu. Có con là 6. Ủa, địch thường sao quét. Đúng rồi, hướng sao, hướng sao. Bắn đi. Hai mươi cây tuổi 29 đẹp lịch trình đường tới nha. Ủa có supply
up that. Oh, good supply, good supply. Good. Bắn ai, nhìn nhìn vào hướng ra sao quét á. Ê, bravo, bravo, chào chào người hiểu giúp mình quá. Ui xe hư xe rồi.
Ôi trời ơi. Đi chạy đi, chạy đi. Không được, hay được. Chạy đi. Ba lật xe luôn rồi. Xe rồi, xe rồi, đeo được, đeo được. Hay sao luôn rồi. Ad what a bad idea. That's how you what's up. No, lỡ lên xe luôn. No 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 no. Engineer, Okay. Có người đang thật rồi CEO. Ok, ok, tìm mày đó. Ừ, đặt đi. Ok, tìm mày. Đưa mì quả mình nữa, mì thiếu một quả. Tùng Nguyễn. Dù còn mấy quả? Đây. Mì còn đây. 2 quả mà. Để mì. Ok, đặt rồi, vậy thôi, đi qua chỗ khác, đi qua chỗ khác. Mô, để ông chị nào đặt mi kêu này nổ. Chỉ có hai bên Alpha chết rồi. À, mình không biết để đi qua kiểm tra cho. Ai đang làm? Kì máu. Ủa, có Alpha có ai chết bị bỏ lại không? Alpha có ai chết bị bỏ lại không? Kì máu. Chung mày mắt về 161 cho đây. 165 kìa.
Ceasefire! Em vẫn còn mấy thằng rồi. Ceasefire! Bỏ đôi, rồi. À, đúng nhạc của ra đây rơi gì phải ra được đằng sau đâu đẹp. Đi fucking fire. Chết rồi, chết rồi. Mấy nhu nhạc của bọn em hả? Chứ đi con đầu nhỏ luôn. Tôi mới đau bạn đẻ đó mà. Sorry tập spin nè. Mọi người di chuyển về ngược lại cái chỗ tập lại hia. Để xíu này. Ok, Charlie tập trung rồi. Di chuyển về hướng. Omni, let's go, move. Anh ta đi. Ok, di chuyển. Omni tập trung nè, tập trung lại cái chỗ supply hia. Team nào đặt mình mấy cái khẩu AT vậy? Đặt mình nhưng mà không kích nổ được. Double có này. Rút kiểu ai đấy? Ua, chú không lấy sổ ta lít đâu rồi. Ta lít này. Ta lít dậy mà, ta lít dậy rồi mà Kurt. Kurt. Sở ta lít sau. Sở ta lít sau lưng Kurt. Về chỗ kia kìa. Kurt ơi, Du bị lag ấy. Cho nổi, Red. Team Charlie di chuyển này. Phải rồi. What the fuck? Charlie di chuyển này, tập trung này. All team. Cái mob gì hả? Cam. Sủi à. Cứ di chuyển đi. Shit. Không nhập lên hay nhỉ. Má nhập lên hay ha. Đây chạy đi rồi. Chạy đi. Không nhạc, nhạc lên là phải có người chết không? Đây người chết lên là phải người chết đó, chụp hình này. Đây dù chết đâu đây được. Đi, đủ má chụp tấm hình đứng đi. Đây dù chết đâu. Để chân đen vô. À đó. Đó, đủ quá. Mô, OT mô. Chú nghe mày nói không? Uống mẹo không? Cầm súng lên, nhìn chơi biết kìa. Jesus. Thì thấy khá là smooth. Đổi smooth. Cái chưa đang đầu. Rồi đổi chưa? Rồi. Rồi. Ba mấy đứa.